Huyện Yên Sơn có 27 xã, 1 thị trấn và 335 thôn, tổ dân phố. Trong đó có 7 xã đặc biệt khó khăn với 22 dân tộc cùng sinh sống. Dân tộc thiểu số chiếm gần 50%. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trong việc vận động gia đình và cộng đồng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong những năm qua, việc phát huy vai trò của người có uy tín đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Sơn đặc biệt quan tâm, coi đây là lực lượng nòng cốt và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Là những người am hiểu thực tiễn địa phương và phong tục tập quán, họ luôn gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng chính là những tấm gương đi đầu trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Họ là những người tích cực vận động, giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tuyên truyền cho người dân giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tích cực vận động nhân dân tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, thì đội ngũ những người uy tín từ ở các cơ sở đã phát huy tốt cái vai trò gương mẫu cho nhân dân noi theo, có kết quả phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày hôm nay thì có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng những người uy tín về phát triển kinh tế cũng như là phát triển các vấn đề về văn hóa xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn các xã. Người có uy tín trên địa bàn huyện luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng thời còn làm tốt vai trò vận động người thân trong dòng họ, đồng bào trong thôn, trong xã tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Có nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là hộ gia đình khá giả, có các mô hình làm kinh tế hiệu quả được nhiều người học tập, làm theo. Điển hình như ông Ma Ngọc Lương, người có uy tín ở thôn Đồng Phạ, xã Kiến Thiết. Ông đã vận động các thành viên trong gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần ổn định và nâng cao đời sống. Hiện gia đình ông trồng 200 cây bưởi ngọt, 21 hectare rừng keo, xoan, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, mỗi năm thu nhập trên 300 triệu đồng. Thấy ông đi trước, làm trước, nhiều hộ dân đã đồng lòng làm theo, tập trung phát triển kinh tế. Đời sống của người dân đã đổi thay. Các tệ nạn như cờ bạc, rượu chè cũng vì thế mà giảm đi. Đời sống của nhân dân trong thôn ngày một nâng lên. Số hộ khá và giàu ngày càng tăng. Nhiều năm thì cũng bản thân cũng tuyên truyền vận động gia đình, rồi là anh em họ hàng cùng dòng họ cũng như là ở trong thôn bản duy trì để phát huy cái bản sắc của dân tộc Tày. Thì nói chung là cũng những người nhiều tuổi thì cũng giáo dục cho con cháu, tuyên truyền vận động tổ chức thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước về cái phát triển kinh tế xã hội, là trồng những cái cây mà có giá trị kinh tế cao, rồi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thì nói chung là đời sống nhân dân những năm gần đây là cũng khá so với nhiều năm trước. Với ông Hồ Ngọc Quang, người có uy tín ở thôn 5 xã Tân Tiến cũng vậy.
Trong giai đoạn xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới, ông Quang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung phát triển thế mạnh địa phương như trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi ong, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng một người trên năm. Ngoài ra, ông cùng với chi bộ thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân làm được trên 1.000 mét đường bê tông nông thôn, lắp đặt trên 1.000 mét cấu kiện kênh mương. Đến nay, 100% các tuyến đường đã được bê tông hóa, xây dựng các tuyến đường hoa, lắp đèn chiếu sáng, tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Làm cái gì cũng phải đưa ra dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân ủng hộ. Cho nên trong những năm qua ở cái thôn này là triển khai đường bê tông nông thôn này, rồi triển khai đường điện là đều được sự đồng thuận rất lớn của bà con. Có những nhà gia đình người ta không những hiến đất mà người ta còn bỏ tiền ra hàng mười mấy triệu để tham gia cùng địa phương làm đường. Thế còn riêng đường điện đấy thì năm 2022 là một cái năm sau dịch Covid, đối với cái thôn này cũng như các cái thôn khác ở địa bàn khác gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng để đảm bảo cho bà con đi lại ở các cái đường rẽ vào cái khu vực thì ban mặt trận thôn cũng như là thôn, chi bộ, bàn thống nhất đưa ra bà con đồng tâm ủng hộ, cho nên là thôn đã triển khai xong cái đường điện. Đến với thôn Vàng On, xã Trung Minh lại khác. Là một thôn khó khăn, có địa hình phức tạp, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông. Những năm gần đây, cuộc sống của người dân trong thôn đã được cải thiện rõ rệt. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định. Có được kết quả này phải nhờ đến sự đóng góp của ông Giàng Xeo Mua, người có uy tín, luôn tiên phong trong mọi phong trào ở địa phương. Ngoài việc nỗ lực vận động anh em, dòng họ tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, ông luôn phát huy vai trò trách nhiệm vận động các hộ dân trong thôn ổn định cuộc sống, không di cư tự do. Tuyên truyền đến đồng bào có đạo trong thôn, luật tín ngưỡng, tôn giáo, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ theo tôn giáo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trọng trách của người uy tín là rất lớn, luôn luôn, lúc nào cũng phải sẵn sàng về vấn đề tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tới người dân, cũng như về công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, mọi mặt. Có những cái gì mà khó khăn, vướng mắc thì bà con đều đến gặp tôi để trao đổi, rồi là tháo gỡ những cái khó khăn để bà con yên tâm sản xuất. Tại xã vùng sâu, vùng xa Trung Sơn cũng vậy. Với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần 80%, những người có uy tín tiêu biểu ở các thôn bản, khu dân cư có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ở đây, những người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, thực sự là trung tâm đoàn kết, hết lòng vì nhân dân, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các tập quán lạc hậu, thực hiện tốt phong trào, toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, cùng cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện. Người uy tín thì mình phải coi như gương mẫu, làm những cái công việc coi như là để làm mẫu cho người ta noi theo. Lần sau mình mới tuyên truyền, người ta mới hiểu được, người ta mới theo mình được. Trung Sơn là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn. Với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, do vậy là vai trò của người uy tín trên địa bàn xã Trung Sơn là đặc biệt quan trọng trong việc là tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, huyện Yên Sơn có 195 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chủ yếu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận. Nhận thức được vai trò của mình nên nhiều năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện luôn gương mẫu và tích cực tuyên truyền,
vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác hòa giải cơ sở, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng. Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chính là những tấm gương điển hình đi đầu trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Họ là những người tích cực giúp đỡ, hỗ trợ bà con địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời còn tích cực tuyên truyền cho người dân giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tham gia bảo vệ, xây dựng chính quyền địa phương. Nhờ vai trò của người có uy tín, nhiều chương trình dự án được ưu tiên đầu tư triển khai vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã làm thay đổi cơ bản mọi mặt về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, đối với huyện Sơn, về phát huy vai trò của uy tín của trên đồng bào dân tộc cũng như người lực lượng cốt cán của đồng bào dân tộc trên huyện Sơn trong thời gian tới, nhất là huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối với các bà con trên địa bàn của huyện thực hiện tốt các chính sách, đặc biệt là ba chính sách chương trình mục tiêu lớn của nhà nước cũng như của tỉnh và của huyện đang tập trung, đó là cái chính sách về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện, hai là chính sách chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thứ ba là cái chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc số giai đoạn 21-25, tầm nhìn đến năm 2030. Những người có uy tín, lực lượng cốt cán có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếng nói của họ ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng và là tấm gương sáng cho mọi người học tập noi theo. Thời gian tới, huyện Yên Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín để động viên, khích lệ lực lượng này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, vận động người có uy tín, lực lượng cốt cán thường xuyên phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở nhằm phát huy vai trò vị trí của người có uy tín, lực lượng cốt cán, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.